Hải Đăng Fishing xin chào các bạn. Sau đây Hải Đăng Fishing giới thiệu các bạn chọn bộ cần Shimano và máy Shimano. Đây các bạn. Đây là cần Shimano. Quay qua cần cho các bạn xem. Còn tí giới thiệu các bạn phụ kiện sau. Đỏ đen. Chân này rất khỏe các bạn ạ. Khỏe. Hai chiều lực phân bố đều hai chiều. Cần Shimano. Seruza. Chiều dài cần 2m7 các bạn nhé. Này thông số cần này. Đây là tem của cần. Em cần chỗ bát gà máy, bát gà máy các bạn, chuôi cần được bọc mút, cầm rất êm tay các bạn. Đấy. Chọn bộ này gồm có mồi câu hải đăng này. Bộ này thì hải đăng sắp cho bộ này bộ đúng câu đơn và câu lăng xê, nên là có cả chống cần lăng xê này, phao này, chặn này, khóa này và lưỡi Shimago. Đây, lưỡi Shimago đủ số. Đây, cái này phao này dùng câu đêm, cái này que bẻ dùng câu đêm các bạn, gắn ở đầu phao. Đây, đây chân cắm này. Đây, tiếp đến là máy FX4000 và Shimago sản xuất. Shimano sản xuất các bạn nhé. Đây cũng cước ban 100m. Đấy, cái này đủ số các bạn nhé. Cái này đủ số. Mà màu cước này màu nho, màu nho nâu. Tiếp đến là bộ lăng xê Shimago. Lăng xê Shimago này có 4 kích thước, số 8, số 9, số 10 và số 11 các bạn nhé. Hiện tại Hải đang có 4 kích thước như thế. Vừa rồi Hải đang fishing giới thiệu chọn bộ cần, bộ này bộ Shimano sản xuất các bạn nhé. Và phụ kiện, full phụ kiện kèm theo. Hải đang fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing.